À, đúng rồi. Để khẳng định cho cô ấy biết là tôi không phải như vậy, đúng dạ không? Tức là cũng cố gắng khẳng định lắm, nhưng mà tại vì cái môi trường của em làm á là toàn là gặp khách hàng là đa số là nữ nhiều. Bà này là bà cứ ghen, tức là mới quen biết nói chuyện thôi là bà đã kiểu em thân với nhỏ nào là bà khó chịu rồi. Cái miệng á thì bảo là ông này bê đê đó nha, rồi tụi bay đừng dính vô này ở kia, tụi bay dụ nó dụ tụi bay đồ này kia. Nhưng mà toàn là đi ghen. 2 tháng là bắt đầu có cảm tình về nhau. Dạ. Vậy thì bao lâu thì mới chinh phục được cô gái này? Dạ thêm 1 tháng nữa là 3 tháng. Tụi em đi ăn lẩu rồi. Một công việc duy nhất em lột có con tôm thôi là hốt gái người ta về nhà luôn á. Là đâu đâu kể. Cái áo vest lấp la lấp lánh quá. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thiên Phúc. Hiện nay em đang làm trong nghệ thuật với lại làm bên ngành thẩm mỹ. Phúc là bên ca sĩ à? Dạ đúng rồi chị. Em đi hát xong rồi em mới làm thẩm mỹ. Cơ duyên nào mà chuyển qua ngành thẩm mỹ à? Dạ tại vì em có bạn cũng làm bên diễn viên luôn. Dạ thì bạn em làm bên ngành thẩm mỹ trước cái rủ em vô. Thì lúc đó mình mới bắt đầu làm. À dạ. Còn em? Chào chị Hồng Vân và anh Thuận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo Vi. Năm nay 26 tuổi. Hiện đang làm quản lý cho một shop mỹ phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Bên này làm mỹ phẩm, bên này làm thẩm mỹ. Vậy chắc chắn cái cơ duyên mà khiến xui để cho hai bạn gặp nhau là chắc chắn là phải có dính dáng gì đó đến cái chuyện gọi là làm đẹp. Dạ đúng rồi. Ngày trước là tụi em làm chung thẩm mỹ luôn. Thì sau này vợ em không làm trong thẩm mỹ của em nữa rồi mới chuyển qua ngoài làm mỹ phẩm riêng. Lúc đó là em làm chủ hay là em làm nhân viên? Dạ em làm bên kinh doanh. Kinh doanh. Dạ, còn vợ em là bên thu ngân. Nhưng mà tại sao không làm tiếp tục nữa mà đi ra ngoài làm? Lúc đầu thì chồng của em thì vô làm trước, sau đó em mới vô làm. Lần đầu tiên gặp á, em nghe mấy cái chị đồng nghiệp làm chung với em á thì nói là trong thẩm mỹ viện của mình á có một anh chàng làm ca sĩ, trời làm ca sĩ luôn hả? Chắc để mình ráng gặp mặt thử coi sao. Thì lần đầu tiên gặp chồng thì thấy là mặc đồ kiểu như hoa hòe bóng bẩy lắm. Em suy nghĩ là trời mặc đồ bóng vậy hả, mặc đồ hoa vậy chắc bê đê quá à. Nghĩ em vậy xong đi đồn nữa anh, đi đồn hết nguyên công ty luôn. Mà lúc đó là đã nói chuyện với nhau chưa mà đi đồn? Dạ chưa. Dạ chưa, chỉ có chào hỏi 1-2 câu là chào anh chào em. Chưa gì hết trơn. Dạ. Mà đã đi đồn người. Dạ. Ta nói tao bóng đó. Rồi tội nghiệp nhỏ không? Dạ. Dạ. Lúc đó là nhỏ thì sao? Do là em làm bên kinh doanh á, nguyên một cái hàng ở dưới là người ta làm về giấy tờ để cho khách đi thẩm mỹ hết thì phải lại dưới thông qua. Thì ba của vợ em á là làm chung với em trước, là em với ba vợ em là thân lắm. Rồi xong bà này mới vô, cái em mới thấy bà này ở ngoài quầy là ngày đầu tiên, cái em mới chạy từ ngoài quầy em chạy vô chỗ ba vợ em là trong phòng kế toán á. Thì ba em làm kế toán trưởng, cái em mới kêu ôi anh Châu, là ba vợ em tên Châu. Ủa con gái anh hôm nay mới vô làm hay sao vậy? Nói cái ba vợ em kêu đúng rồi. Ủa sao em biết nó là con gái anh? Thì em nghe mấy nhỏ nhân viên ngoại nói vậy. Nói đây con gái của anh Châu đó. Cái xong kêu trời đất ơi sao mà em thấy con gái anh dễ thương quá mà sao anh xấu dữ vậy. Cái từ đó là ba vợ em là ấn tượng với em luôn. Rồi sau đó là em nói chuyện ba vợ em nhiều hơn. Dạ thì cái kiểu của em này, mỗi lần em đi làm á là em chào hết tất cả các người trong công ty luôn. Xong em mới ngồi xuống em làm, cái ba vợ em cũng ấn tượng, cái về nhà nói chuyện vợ em là khen em. Cái xong vợ em cứ kiểu là phản bác lại, ý là tôi nhìn cái thằng đó nó bê đê quá, nó lanh quá, nó lanh chanh, nó lôi chôi quá, nó khó chịu quá. Nhưng mà tại vì vợ em là bản thân bả ghét em cho nên là cái gì ở đó người ta cũng thích đó. Dạ. Cái gì cũng mình phản bác là em đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng em thì sao? Tức là em gặp vợ em là em có thích không? Hồi đầu thì em thích chị, nhưng mà một hồi nữa em thấy bà ghét em cũng ghét luôn. Tức là kiểu mình có làm gì đâu, tự nhiên ghét mình, ghét người ta. Đó, chưa kể là đụng mình cái vụ đó. Dạ nữa. Đúng rồi. Mà cái dòng mà ghét em mà làm khó em á, em hay chọc lắm, ngày nào cũng ra em chọc hết á. Em chọc hoài luôn đó. Ủa chị làm nhà trong thẩm mỹ mà chị khó khăn quá, chị này kia quá, chị nhăn nhó quá, chị lên phường làm đi. Chị đừng làm ở đây nữa. Nói vậy cái bả càng ghét hơn. Nhưng mà sau thời gian cái em ra ngoài em chọc miết vậy. Chọc miết cái thành thân luôn. Dạ. Khi mà em vô được mấy tháng thì hai đứa bắt đầu thích nhau? Làm chung khoảng 1-2 tháng vậy chị. Mới có 1-2 tháng thôi à? Mà biến đổi từ ghét mà thành thương luôn. Nhưng mà ai là người mà có cái cảm tình trước? Chồng em có. Sau đó là đi theo đuổi cô này dữ lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Để khẳng định cho cô ấy biết là tôi không phải như vậy đúng dạ. không? Dạ. Tức là cũng cố gắng khẳng định lắm, nhưng mà tại vì cái môi trường của em làm á là toàn là gặp khách hàng là đa số là nữ nhiều. Bà này là bà cứ ghen. Tức là mới quen biết nói chuyện thôi là bà đã kiểu em thân với nhỏ nào là bà khó chịu rồi. Cái miệng á thì bảo là ông này bê đê đó nha, rồi tụi bay đừng dính vô này ở kia, tụi bay dụ nó dụ tụi bay đồ này kia. Nhưng mà toàn là đi ghen. 2 tháng là bắt đầu có cảm tình về nhau. Dạ. Vậy thì bao lâu thì mới chinh phục được cô gái này? Dạ thêm 1 tháng nữa là 3 tháng. Tụi em đi ăn lẩu rồi. Một công việc duy nhất em lột có con tôm thôi là hốt gái người ta về nhà luôn á. Là đâu đâu kể. Con tôm nó có cái gì với em? Hả? Vậy? Tụi em đi ăn lẩu, bình thường em đi ăn gia đình là mẹ em lột tôm cho em ăn không à. Ừ. Còn đi ăn bà này cái kiểu em thấy bà không ăn tôm,
em nghĩ là chắc là cái tính giống tôi rồi. Không. Rồi cho nên em bóc con tôm ra, nói thôi chị ăn tôm không, em lột tôm cho chị ăn nha. Tự nhiên khoái mà em không hề biết bà khoái luôn. Mấy ngày sau nó bữa em lột tôm chị ăn chị thấy vui quá à. Là từ sau này trở đi là đi ăn lẩu em lột tôm hết. Vậy đó. Ủa là vậy, nó đơn sơ mộc mạc quá em. Chuyện dạ. Tình con tôm lột. Lý do gì mà bạn này lột tôm mà em gục ngã? Tại vì bình thường em cũng thích cái mẫu người đàn ông hơi ga lăng một chút xíu. Ừ. Cái lúc mà bạn nó lột tôm cho em ăn, tự nhiên em cảm thấy là dạ chắc bạn này thích mình thiệt rồi. Kiểu như thấy được tấm chân tình của bạn đó qua cách lột tôm cho mình ăn như vậy. Cái lúc mà sau khi mà em thích rồi á, thì em có còn nghĩ bạn này là BD không? Dạ. Tới giờ Bây giờ em vẫn còn nghĩ là... Ủa sao vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi mà sao vẫn nghĩ ta BD là sao? Lâu lâu cái hay này thiệt em. Chị nói chứ cưng nghe nha. Là ổng hả tới bây giờ luôn hả? Vẫn còn như vậy. Hồi đợt mà hai chồng mới cưới nhau xong đi Malaysia chơi hưởng tuần trăng mật, anh đi xuống bước xe buýt mà ảnh cầm cái giỏ mà ảnh cứ đi nè, tung tẩy đến nỗi mà những người mà đi chung với em tưởng hai chị em đi chơi chung với nhau luôn. Chứ em đi sao đâu mà người ta nói em vậy đâu. Bình thường vậy em đeo cái túi mà nó có túi tót á. Cái túi đó chỉ có một kiểu đeo, hai kiểu đeo thôi. Một là đeo ở đây mà đeo ở đây thì giống như mấy bà đi coi bói á, thì em phải đeo vậy, thì em đeo đi thử coi em chỉ có phải vậy thôi. BD đó trời ơi trời. Tại vì em đi quen rồi không thể nào túi nào mềm hơn được, tại vì mình nắm thử đi thử thôi. Nó coi đàn ông người ta đi nè, ta đeo một cái túi nè đàn ông này, không đàn ông mà đi nè. Đó thấy không? Đó. Thế là không á, còn cái tướng mà đàn ông nghe hồi nãy em đi nè, cái tướng của em là nghe. Vậy là đàn ông. Nó có nhiều thứ mà vợ em cái gì cũng bắt em được. Nhưng mà nó nghe nè, anh cũng vậy nè. Có những lúc cái cử chỉ của anh dạ, nó rồi. Rất là 3D. Nhưng mà anh khẳng định anh là manly. Dạ. Đó. Thì đó mà chị mới nói em nè, cái chuyện đó là chuyện bên ngoài thôi. Dạ. Còn cái nội tình bên trong thì sao? Anh sao? Rất là man chị. Man à. Đó. Ok không? Ok. Cả bài đều đặn không? Đó. Vậy làm sao BD được? Rồi đó nghe là hai đứa quen nhau bao lâu thì cưới nè? Dạ từ lúc ra ăn con tôm tính ra 3 tháng tới lúc là đám hỏi. Rồi 3 tháng nữa là tụi em đám cưới luôn. Trời ơi trong năm chưa tới 6 năm. Rớt rẻn. 6 tháng đó. Dạ. Ủa mà lý do? Sao kỳ vậy? Dạ cái vấn đề ở đây là tại vì bà này. Lỗi của bà không đó. Cái gì cũng bà hết trơn á. Ừ. Tại vì cái tuổi em tự cảm thấy mình còn nhỏ luôn. Nên em suốt ngày em đi chơi, tức là chiều là em đi giải công ty nè, tối em đi hát về, đi chơi rồi tới khoảng 2-3 giờ mới về. Thì cái kiểu vậy thì em nghĩ là bản thân mình chưa lấy vợ được đâu. Xong cái bà này kêu anh có nhắm anh quen em lâu dài không, rồi mình có tiến tới đồ này kia không. Không thôi, tại vì em thấy em cũng lớn tuổi rồi, anh tính coi mốt không em tìm người nào thích hợp hơn. Tại vì gia đình em cũng có giới thiệu anh đó đồ vậy đó. Cái em mới nói chết rồi, vậy không được. Một là coi như là bỏ đồ này luôn, còn hai là phải làm hốt. Cái đàng hoàng đúng không? Đó là gác hốt. Dạ đúng rồi. Chứ xong em về em nói mẹ ơi giờ con muốn cưới bạn này. Mẹ em không biết nhỏ nào luôn, nhưng mà mẹ em cũng kêu luôn là thôi cứ kêu nó đi chơi chung đi rồi để ba mẹ coi sao, à bởi vì ba mẹ qua nói chuyện với ba má nó. Ba vợ của em á thì sợ vợ em ế, còn ba của em á thì sợ em BD. Mà nói mẹ em kiểu em ơi giờ em coi sao cho 1 phút lấy vợ nhanh chứ mốt không nó BD là rồi luôn đó. Mà mẹ của em á về nhà không thấy em. Ủa thằng BD chưa về hả? Ngày đầu tiên về nhà vợ em mà lộn luôn. Thì ở dưới người ta nấu ăn, mình mới về nhà ta mình phải phụ đồ vậy, mình chưa lên. Cái xong mẹ em hỏi ủa sao BD nó chưa ngồi mà trời nói bịt miệng kịp. Ý là thành quen miệng luôn rồi. Có hai bên đông đủ luôn. Dạ đầy đủ hết chứ không thiếu ai hết. Cái ngày đầu tiên tức là tụi em có sống thử với nhau không? Dạ không có. Em không luôn á hả? Dạ. Em kiên hùng tới cái mức mà em vẫn sợ ảnh vậy mà em cưới luôn. Đúng ra là chưa phải thử chứ luôn. Tại vì em thấy là không, mình cũng đàn ông quá rồi, cứ bà BD về chắc cũng không sao đâu, bù qua sức. Dạ đúng rồi, ở nhà vợ em là như trời ơi Thảo ơi. Dạ. Cái đêm động phòng sao? Đêm đó. Dạ, tụi em là không có đêm động phòng luôn, mà em là em chịu không nổi, em không thể nào đợi tới đêm động phòng được. Tức là bình thường mình buổi sáng có đám cưới á, là buổi sáng á là sẽ là ra mắt hai họ. Rồi xong dẫn hai họ đi ra ngoài nhà hàng ăn. Cái tụi em dẫn đi ra ngoài nhà hàng ăn xong nói thôi bây giờ tụi con về tụi con nghỉ ngơi nha, nhưng mà thật ra về đâu nghỉ ngơi đâu anh. Tức là thay vì cái chuyện đó mình làm buổi tối buổi trưa tranh thủ làm, tại em biết chắc chắn tối em không thể nào làm nổi, cho nên buổi trưa làm quốc liền bạch mấy ca luôn. Sao lúc đó em sao nè, em hết hồn không? Dạ cũng bẩn hả, em mình kiếm được thằng đàn ông rồi chứ không phải là con vợ. Bữa đó gom ngon lành không? Dạ tiền cưới á, là buổi tối á, chưa có đếm hết nổi. Thì tại vì mình đếm á, là mình phải ghi giấy để mai mốt mình đi mình trả lại cho người ta. Cái quá trình nó dài quá thì nửa chừng thôi mệt quá, mẹ em cũng mệt mà bà cũng mệt. Xong ngủ, sáng sau dậy chị, em dậy lúc đó khoảng 8 giờ mấy 9 giờ. Mở mắt dậy ra, không thấy vợ đâu. Trời em hết hồn luôn, nó chết.
cha tôi rồi. Tự nhiên tối đang ngủ mới ngủ vậy, mở mắt ra chết cha vợ đâu mất tiêu rồi. Đừng nói vợ. Dạ mà em không gọi bả liền, em gọi điện cho mẹ em. Mẹ, mẹ thấy bà Vi đâu không? Mẹ em cũng mới, mẹ đâu có biết đâu. Trời ơi, tự nhiên từ sáng giờ nó lấy xe đi đâu rồi mẹ không biết luôn. Nó chết cha rồi. Em chạy mầm xuống dấp chân té mà cái ống quyển em sưng lên luôn anh. Xong em chạy qua mẹ em, mở ra thấy hai mẹ con ngồi đếm tiền. Em nói wow dễ sợ luôn, nói còn cái gì để chơi không? Em đi chơi, em mẹ chơi đúng không? Dạ. Mà ở nhà em với vợ em mà gây cái hơn là mẹ em binh liền. Mẹ mà thấy con mà lớn tiếng với con Vi một cái chết với mẹ nghe chưa. Trời ơi. Hai đứa lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tính tới bây giờ này khoảng 1 năm 3 tháng rồi chị. Có em bé chưa? Dạ có rồi, có một bé 5 tháng rồi. Bé trai gái? Dạ con gái. Dạ con gái. Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Ôi. Ở nhà hai vợ chồng có bày trò chơi rồi chơi vui với nhau được không? Nói chung vợ em á, hai đứa không chơi chung với nhau. Mà bà này thích làm mấy trò khùng trò điên. Bình thường em đang ngồi làm việc kiết khều, anh em làm thằng lằn cho anh coi. Cái đủ thứ trò rồi em ăn gà cho anh coi. Nó kiểu xúc. Đi Malaysia mà anh biết cái đường đi thang máy, cái đường mà cái thang đó là thang máy để mà mình vận chuyển hành lý lúc mà mình rỡ vệ sách đó. Khi em quay clip lại rồi xong mà ngồi vách tường, xong ngồi dưới xè tay ra xin mẹ bây giờ mẹ làm, mẹ con làm ăn xin, còn mẹ là người cho tiền nha. Xong ngồi ngay góc tường, mẹ em chứ phải mẹ bả nha. Xong dựng clip ghép nhạc đứa bé vô, hay lâu khô cuộc đời em, y như thiệt vậy đó. Nhìn tưởng ăn xin thiệt luôn. Mà em là người quay hả? Em là người quay luôn, em cười quá trời cười luôn. Mà xung quanh nó tưởng là trời gia đình này chắc nó bệnh hết rồi. Đó, cái đó là có thể gọi là tật xấu không? Dạ cái đó chưa xấu nữa. Giờ tới phần khui tật xấu luôn. Chồng em thì rất là cọc tính, rất là nóng tính. Giống như em nhờ anh ơi làm giùm em này, giùm em này đi. Nhờ làm không được là bắt đầu cọc. Cọc lên là đập đồ. Thôi em làm, không làm nữa, không làm nữa. Mà thường đập cái gì? Khôn lắm, đập gói không à. Để cho được bể đồ. Mỗi lần nó giận lên như vậy là em nhìn em sợ không hay là em mắc cười? Em không có sợ mà em cọc lại. Kiểu như ai nóng tính với em là em nóng tính lại. Thành ra là hai chồng ngay nhau thôi. Còn thêm một tật xấu nữa là hay, rất là hay vứt đồ đạc bừa bãi lung tung. Rất thích xì hơi. Thôi không có được gì nè, để người ta nói nè. Thích xì hơi mà thả bơm rất lớn luôn. Nhiều khi em đang ru con ngủ, thả lớn đến nỗi mà con giật mình. Con em á, nó tối nào nó ngủ là em phải ôm trên người rồi em hát một hồi nữa nó mới ngủ. Nó vừa ngủ xong cái chuyện mà bà này để cho bà này ôm rồi để cho nó bú. Nó đang ngủ là em làm cái bấm một cái nó giật mình luôn, rồi xong bà chửi thằng điên mày biết nửa giờ không, bây giờ nó đang ngủ nha. Trời ơi, mà mỗi lần thả xong trời ơi mà ảnh sảng khoái lắm. Thôi em đó. Dạ. Vợ em thì cái kiểu vợ em là, tức là nhiều khi không có chuyện gì cũng nóng. Thứ nhất là cằn nhằn em mỗi lần em bực mình lên á, tại em muốn im lặng để cho từ từ em bình tĩnh rồi nói chuyện. Còn bả là em đang nóng, bây giờ anh nói đi, từ nãy giờ là em bực mình anh lắm rồi đó, tại sao anh về anh đi không đi thang máy chúng em, anh đi riêng là anh thái độ anh nói đi. Bây giờ em muốn nói đúng không? Ok, rồi xong anh chửi tan nát luôn. Tức là bả không có chuyện gì, bả nóng mà bả phải để cho người ta bình tĩnh rồi bả nói. Còn bả muốn liền. Bả là châm dầu vô lửa luôn. Dạ. Là cho nóng luôn. Mà thích như vậy. Rồi hai vợ chồng gây nhau, em thì muốn nói nhỏ nhỏ thôi. Hai vợ chồng biết, còn bả nó gào lên. Anh có bị điên không? Ba ơi, mẹ ơi. Bả làm chuyện gì là khán giả phải coi. Đó, vậy đó. Còn gì nữa không? Dạ, cằn nhằn. Không phải cằn nhằn, cái đó người ta gọi là lải nhải á chị, lải nhải á. Thí dụ như mấy mốt anh làm ơn nha, anh rảnh á, anh giặt đồ cho con giùm em đi. Thay vì người ta nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, anh ơi chừng nào anh rảnh anh giặt đồ giùm con nha, cho con giùm em nha đồ. Không, anh giặt đồ giùm con đi. Anh ở nhà làm gì? Anh chơi không à, ngủ không à, không biết giặt đồ cho con. Trời đất ơi, em nói biết bao nhiêu lần vụ đồ rồi. Một tiếng đồng hồ chỉ để nói vụ quần áo và giặt đồ cho con thôi. Đó, là lại nhảy đó. Dạ, rồi xong hồi đầu cái kiểu nói chuyện cọc lóc, tự ái cao vô cùng. Hồi đầu mà em vừa mới cưới về, số điện thoại để cho biên tập bầu show ta gọi điện cho em á. Em để cho vợ em nghe hết. Ở đang ngồi trên xe hơi ba vợ em chở đi á. Alo anh, bút số anh, chừng nào anh? Ok, nhiêu tiền? Rồi mà nói chuyện bút sâu giống như đi chợ vậy á. Nhiêu tiền? Mấy giờ anh? Rồi, bầu show, trời, ông đó không biết ai luôn, tắt cái cục. Xong rồi điện lại cho em. Ủa em nãy ai mới nói chuyện anh vậy? Em coi lại cái thái độ của quản lý của em nha. Thôi em hết hồn luôn. Thì bả như vậy, thí dụ như là sai thì em phải nói là mình phải biết tiếp thu em đang sai đó. Cái gì? Thằng nào vậy? Thằng nào gọi vậy? Nghỉ hát đi, không hát nữa, đừng nói chuyện với tôi kiểu đó. Bả sai. Bả chửi ta như bả đúng vậy đó. Bả nói hên là chỉ có một người thôi chứ hai ba người là anh ở nhà chơi luôn em. Thế giờ em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ, vợ em thì em biết là vợ em nóng tính thiệt. Nhưng mà có chuyện gì mà em đang muốn im á, tức là hiểu em rồi để cho em từ từ em nói chuyện. Nên em là cái kiểu của em là sau một giấc ngủ là em quên hết chuyện cũ. Còn bả là bả thích
phải giải quyết rõ ràng, mọi người phải rõ ràng, kinh chuyện nào chuyện đó, 1-1, 2-2 rồi mới ngủ, đừng có ôm cái bực trong lòng mà đi ngủ. Rồi mà em thì em muốn thôi từ từ đi, từ từ để cho anh nguôi đã rồi nói chuyện. Không, rồi hiểu ý ông chưa? Dạ hiểu. Rồi tới Thảo đó, em muốn ổng thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là chồng em gọn gàng hơn, vấn đề quần áo hơn một chút xíu, đừng có bày bừa đây. Bây giờ em có em bé nữa, chăm con nó mệt rồi, đi làm rồi chăm con rất mệt này, về nhà về phòng thấy phòng nó bừa bãi á, thì cảm thấy mình rất là mệt, mình bực bội thì mình cằn nhằn thôi. Cho nên em cũng mong mà chồng kiểu như là xếp sắp xếp gọn gàng mọi thứ một chút xíu giúp em, để đỡ đần em trong công việc nhà chút xíu. Đó, cái chuyện đỡ đần trong công việc nhà đó là phải đỡ đó. Dạ. Mà con mới có 5 tháng, cái tuổi này là đầu là ăn dặm nè, mọc răng, mọc cổ rồi nó đủ trò, nó mệt lắm chứ không có đơn giản đâu. Thôi chồng mình nó nóng quá, thôi mình cũng dịu dàng lại chút. Nhưng mà cái thời điểm này đang dễ bị trầm cảm lắm đó nha. Đúng rồi. Cho nên là đừng có chọc ẻm. Đó, chọc gái lớn á. Bây giờ cưng gái lớn, chiều gái lớn xíu. Chị nghĩ vậy nè, em có buồn cái gì ảnh trong thời điểm này nha, hay là em bực mình cái gì là em nói. Em cứ nhỏ nhẹ em nói, em đừng có giữ trong lòng. Giữ trong lòng dễ bị trầm cảm lắm. Nhiều khi mình tự ái đó, cái mình nói mình ghét quá, mình tự ái, mình giữ gì cái mình tự buồn vậy đó. Tự buồn, hoặc là nhiều khi ôm con xong suy nghĩ buồn, ba con bây giờ hết thương mẹ như ngày xưa rồi, ABCD suy nghĩ á, hiểu không? Đó, cái là càng ngày càng tích lũy lại. Không ấy, tại vì chồng em rất là dễ thương luôn, duyên dáng vậy đó, hoặc bác duyên dáng, cho nên mình cứ việc nói. Lúc trước á, hai vợ chồng em cũng cãi nhau về cái vụ mà chăm con rất nhiều. Lúc mới sinh xong thì kiểu như tâm lý mình thay đổi á, mình cũng hay cọc cằn nóng tính lắm. Nhưng mà sau thời gian em nói chuyện với chồng á, thì chồng cũng đỡ đần cho em rất nhiều về những cái việc mà làm việc nhà rồi giặt đồ cho con, trông con thì cũng giúp đỡ em rất nhiều. Thì em cũng cảm ơn chồng đã hiểu cho vợ. Nắm tay cái đi. Rồi, nè. Khẳng định với chồng đi. Chồng là đàn ông. Bề ngoài em nói với người ta là nghĩ chồng bê đề, thì trong lòng em nghĩ là chồng em là 100% là đàn ông. Ta được rồi, đúng không? Rồi, xin cảm ơn hai em.